Đây, test thử máy tút lúa đời mới này. Có thể nhìn thấy đâu là ra nó là sạch, ra rất là sạch. Đang đây là lá rồi, nó sẽ tay ra đây. Còn rơm ra đây. Rơm ra thì nó rơm ra rất là sạch này. Rơm ra rất là sạch. Máy tốt lúa liên hoàn lớn luôn, rất là sạch đây. Rất là nhanh, làm rất là nhanh. Cái bàn này nó làm rất là dài này, cái bàn này dài này. Đấy. Đấy, hiện tại là đang lắp động cơ xăng. Đấy, có thể hai tùy chọn là vừa có thể lắp động cơ xăng hoặc là động cơ dầu cho bà con. Yeah.